Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Vinh Báo của mình Thì uh, hôm nay giống như trên cái tiêu đề của sản phẩm Thì hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người Một dòng máy xịt rửa xe dành cho mọi gia đình với giá cả phải chăng uh, Công suất là 2.500 w Và mã của sản phẩm hay là thương hiệu của sản phẩm cực kỳ là mới tới cho mọi người Nhưng được cái là sẽ cam kết 100% là dây đồng Và bảo hành chính hãng cho tới mọi người là 12 tháng Ngoài cái phương diện bảo hành ra ai có nhu cầu sửa chữa đấy thì có thể là liên hệ tới số điện thoại góc bên dưới màn hình ngoài ra thì bên shop cũng cung cấp cho mọi người những cái thiết bị như là dây xịt rửa này khớp nối nhanh này dòng máy phổ biến phổ thông hay là còn gọi là quốc dân ở trên thị trường nhé vậy mọi người hôm nay sẽ cùng với kênh của mình đi xem chi tiết cấu tạo của con máy xịt rửa xe này nó sẽ có những gì thiết bị và phụ kiện nó sẽ ra làm sao nhé các bác Trước mặt mọi người đây là con máy xịt rửa xe của thương hiệu Sakaio Một dòng thương hiệu cực kỳ là mới ở trên thị trường với công suất của nó là 2.500W Cân nặng của nó là 7,1kg Và cái áp lực của nước của nó này hay là lưu lượng nước của nó này Áp lực của nó là 10 MPA và lưu lượng của nước là lưu lượng nước của nó là 6 lít nước trên một phút phù hợp với mọi gia đình phục vụ công việc là xịt rửa xe này xe máy hoặc là ô tô hoặc là mọi người có thể là xịt rửa sân vườn với giá cả chất lượng phải chăng với giá 1 triệu 350 ngàn miễn phí vận chuyển và trước khi đi vào cấu tạo chi tiết của máy thì uh, kênh Vinh Báo sẽ giới thiệu cho mọi người những phụ kiện đi kèm theo đầu tiên nó sẽ là súng súng này là súng đi kèm theo máy mọi người nhé ren chuẩn của nó là ren 22 hàng quốc dân ren chuẩn ren 22 hàng quốc dân và đây là một lõi đầu nối khớp với ống hút nước khớp nhanh ống hút nước lõi lọc rác cái này nó sẽ là bằng kim loại này đấy. thứ hai nữa đây là một đầu nối uh, kết hợp với đầu ra của máy đấy à, đầu vào của máy đây mình sẽ lắp vào đây trước khi mình sẽ lắp vây súng à, mình lắp sẽ dây nối nước một thẻ bảo hành chính hãng của công ty bảo hành lên tới 12 tháng cho các bác và cái kim nhỏ này là mọi người có thể là vệ sinh súng ở cái đầu vị trí này nha mọi người nhá để tránh tình trạng tắc trong quá trình sử dụng thứ ba nữa đây là dây nối của máy dài một mét rưỡi đây là dây uh, hút nước của máy dài một mét rưỡi dẻo đấy cực kỳ là tốt và bền chất lượng là ok thứ ba nữa đây là cuộn dây của máy này cuộn dây của máy thì à uh, nó sẽ dài là 8 mét, dây 3 lớp thường đấy, màu đen. Còn bây giờ mọi người hãy đi cùng với mình xem chi tiết cấu tạo của máy. Toàn bộ cái giao diện bên ngoài của sản phẩm nó được bọc bởi lớp nhựa cao cấp à, chống va đập, chịu được nhiệt nhá. Chống va đập, chịu được nhiệt và thương hiệu của nó là Sai Kao với mã của sản phẩm là SK2500R, công suất của nó là 2500 W. Mọi người cùng điểm qua cái thiết kế của máy này đây model của sản phẩm và một số thông tin chi tiết cơ bản công tắc on-off của máy dây điện thì mình đã luồn phía trên đây dây điện dài một à, mét rưỡi đây là đầu ra chuẩn Gen22 để mọi người có thể là thay thế được những cái phụ kiện như là khớp nối nhanh chống xoắn cuộn dây nối dài thêm đó khớp nối nhanh chống xoắn cuộn dây nối dài thêm cực kỳ là phổ biến ở trên thị trường chỉ những cái dòng máy Gen22 thì mới chuẩn với có như thế cân nặng của máy là 7,1 kg. Phía ở bên dưới đế, phía ở bên dưới đế thì là à, nó sẽ gồm có đây là hệ thống dẫn nước ra của máy gọi là e nhé Mình gọi tắt nó nó gọi là e. Và cái động cơ của máy bao chụp bởi lớp nhựa cách mặt đất tầm khoảng 2 phân à, để đảm bảo trong quá trình sử dụng không bị rò rỉ rò điện nhá mọi người nhé Nếu máy xịt nước nhá rỉ rò điện cực kỳ là nguy hiểm. Thì à, nó sẽ dẫn nó có thể là lúc mình xịt rửa nhé ướt ở đây mình cũng có thể là bị giật nhé mọi người nhé nhưng mà riêng dòng này quá là ok mọi người cực kỳ là yên tâm trong quá trình sử dụng những bác bác nhé đây thiết kế cực kỳ là rất là cơ bản thôi nhìn đẹp và bắt mắt đó à, con này không có chỉnh áp phục vụ chủ yếu là dành cho gia đình thôi Đây là cái đồng hồ hiển thị áp lực của máy các bác cùng xem đó chuẩn giá 1 triệu 350 ngàn miễn phí vận chuyển với model SK 2500R công suất 2500W. Những ai đang có nhu cầu hoặc là có thể tham khảo những cái dòng máy xịt rửa xe mà bên em đang bán thì em sẽ lên đầy đủ các series mẫu mã như của Saikyo, Deco, Caputo uh, hay là của um, Awashi và đặc biệt nữa là dòng của Hyundai Trinh hãng. Mình sẽ lên đầy đủ luôn cho các bác cùng tham khảo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.